Ukraine thu giữ radar hiện đại dùng trong tổ hợp tên lửa S-400 của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết số lính Nga bị tiêu diệt đã vượt qua 81.000 người. Quân lính Chechnya thân Nga bắt giữ và ép cư dân quận Melitopol phải đào chiến hào. Nga, Canada giáng đòn trừng phạt lẫn nhau. Nhân viên ngoại giao Trung Quốc xô ngã phóng viên Mỹ đặt câu hỏi về vấn đề nhân quyền tại lễ khai mạc hội nghị G20. Canada bắt một nhân viên gốc Trung Quốc vì nghi đánh cắp bí mật thương mại. Xăng dầu vẫn khan hàng. Dầu lên rất nhanh nhờ đất, nhiều vụ thăm ô lớn cũng liên quan đến đất. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày 15 tháng 11 của DKN TV. quý vị, theo Defense Express, quân đội Ukraine tuyên bố đã phát hiện và thu giữ được một tổ hợp radar 48 ia 6 k 1 Potlet K-1 được sử dụng cho các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga tại Kherson. Loại khí tài này đã bị quân đội Nga bỏ lại sau khi rút khỏi Kherson. Những hình ảnh thu được cho thấy radar Potlet K-1 đã bị hư hỏng nghiêm trọng khi được tìm thấy. Tuy nhiên, nhà chức trách quân đội Ukraine khẳng định những bộ phận thu được vẫn sẽ giúp Kyiv giải mã mắt thần này của Nga. Potlet K1 là một radar hiện đại của quân đội Nga, được thiết kế để truy tìm các mục tiêu cỡ nhỏ và chỉ thị mục tiêu cho các tên lửa của tổ hợp phòng không S300 và S400. Nhà sản xuất tiết lộ radar này có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách lên tới 300 km ở độ cao 10 km. Theo một số nguồn tin, radar Potlet K1 được điều đến Kherson để bổ sung năng lực tác chiến cho các hệ thống phòng không S400 tại khu vực này. Quân đội Ukraine đã thu được nhiều vũ khí của Nga bị bỏ lại sau khi rút lui khỏi thành phố Kherson. Theo bà Natalia Humeniuk, người đứng đầu văn phòng báo chí của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine, các vũ khí hạng nặng này bao gồm các tổ hợp lựu pháo, xe tăng cùng nhiều xe bọc thép. Do kích cỡ và trọng lượng lớn, quân đội Nga đã không thể đưa số vũ khí này vượt qua các cầu phao giã chiến bắc ngang sông Dnipro. Bà Humeniuk tuyên bố số vũ khí trên sẽ nhanh chóng được sửa chữa và đưa vào phục vụ trong biên chế quân đội Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, nhiều phương tiện quân sự và khí tài hiện đại của Nga đã được sử dụng như xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, radar phản pháo zu 1 m tổ hợp UAV Orlan-10, cùng đài chỉ huy và tài liệu hướng dẫn sử dụng xe chỉ huy hỏa lực 1B-14, miền chống tăng PTKM-1R hay tên lửa phòng không ông bắp cày Osa-AKM. Những vũ khí bị thu giữ kể trên đều chứa đựng nhiều công nghệ quân sự của Nga nếu các công nghệ này bị quân đội Ukraine giải mã và qua đó tìm ra biện pháp khắc chế, kế hoạch tác chiến của Moscow tại Ukraine chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn thách thức. Nhiều người cũng bày tỏ sự lo ngại về việc nhiều công nghệ quân sự hiện đại của Nga sẽ rơi vào tay không chỉ quân đội Ukraine, mà còn là lực lượng tình báo nhiều nước đồng minh phương Tây của Kyiv. Một cập nhật đáng chú ý UNN đưa tin vào ngày 14 tháng 11, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết tổn thất của quân đội Nga đã lên tới khoảng 81.370 người, 2.848 xe tăng và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự. Cụ thể, theo Bộ Tổng tham mưu, đến ngày 14 tháng 11, tổng thiệt hại của Nga ước tính như sau. Nhân sự khoảng 81.880 binh sĩ, xe tăng 2.856 chiếc, xe chiến đấu bọc thép 5.754 chiếc, hệ thống pháo 1.841 đơn vị, RSZV 393, thiết bị phòng không 206, máy bay 278 chiếc, trực thăng 261 chiếc, UAV ở cấp độ tác chiến chiến thuật 1511, tên lửa hành trình 399, tàu thuyền 16, thiết bị ô tô và xe bồn 4337, thiết bị đặc biệt 160. Dữ liệu trên đang được xác minh. Cập nhật, trong ngày hôm qua, quân phòng thủ Ukraine đã tiêu diệt 40 binh sĩ Nga và 7 đơn vị xe bọc thép ở mặt trận phía Nam. Theo Ukrainska Pravda, Kadyrovites, những người lính từ Cộng hòa Chechnya chiến đấu cho lực lượng vũ trang Nga, đang bắt giữ người dân ở Melitopol và buộc họ đào chiến hào. Ông Ivan Fedorov, thị trưởng Melitopol, cho biết trên Telegram, những người chiếm đóng tiếp tục khủng bố dân thường để bắt họ xây dựng công sự. Lúc đầu, những người này công bố mức lương 80.000 rúp, tương đương 1.300 đô la Mỹ mỗi tháng cho những ai sẽ tham gia vào việc xây dựng các công sự. Nhưng chẳng có ai muốn làm việc này, vì vậy, những kẻ chiếm đóng đã chuyển từ đề xuất sang đe dọa. Tại ít nhất ba ngôi làng của quận Melitopol, các Kadyrovites đang bắt cóc hàng loạt người dân và buộc họ phải đào chiến hào. Ông Fedorov cho rằng quân chiếm đóng sẽ không dừng lại ở đó, mà sẽ buộc những người dân đồng ý đào chiến hào phải tham chiến. Fedorov nói thêm rằng ở Melitopol, quân Nga đang cho thực hiện đào chiến hào không chỉ từ phía Zaporizhia mà còn từ các thành phố Berians và Vasilivka cũng như từ Crimea. Ngoài ra do thiếu vật liệu xây dựng, người Nga bắt đầu phá giữa con đường ở quận Heniches, phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nga-Canada giáng đòn trừng phạt lẫn nhau Văn phòng Thủ tướng Canada đêm 14 tháng 11 cho biết, Ottawa sẽ hỗ trợ cho Kyiv lượng khí tài quân sự trị giá 500 triệu đô la, cũng như áp thêm lệnh trừng phạt lên hàng chục quan chức Nga có liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine. Thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Canada cho hay, tổng cộng, Chúng tôi đã viện trợ cho Ukraine 4,3 tỷ đô la và sẽ tiếp tục viện trợ thêm các trang thiết bị quân sự, trinh sát, liên lạc cũng như y tế. Đồng thời, Canada cũng áp lệnh trừng phạt lên 23 quan chức Nga có liên quan tới chiến sự Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga trong một thông cáo sau đó viết rằng, nước này sẽ giáng lệnh trừng phạt lên 100 công dân Canada như động thái mới nhất trong một loạt đòn ăn miếng trả miếng. Guardian dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Nga viết, những công dân Canada có mặt trong danh sách trừng phạt lần này bao gồm nhiều quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan tới những cấu trúc truyền thông và tài chính dính lưu tới hoạt động chống Nga. Việc công bố danh sách trừng phạt lần này là động thái đáp trả những gì chính quyền Thủ tướng Canada Justin Trudeau áp lên giới tinh hoa Nga. Nhân viên ngoại giao Trung Quốc xô đẩy bạo lực phóng viên Mỹ đặt câu hỏi về vấn đề nhân quyền. Thưa quý vị, tại lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 vào hôm qua ngày 14 tháng 11, hơn 2.000 phương tiện truyền thông quốc tế, trong đó có Trung Quốc đã đến đưa tin. Buổi phát sóng trực tiếp kéo dài chưa đầy 9 phút và sau đó ban tổ chức đã yêu cầu tất cả các phương tiện truyền thông giải tán để cuộc họp kín có thể bắt đầu. Theo hãng tin AFP, ngay sau bài phát biểu khai mạc của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tức là trước khi bước vào cuộc họp kín, một phóng viên Mỹ đã hỏi ông Biden rằng liệu ông có nêu câu hỏi với ông Tập Cận Bình trong cuộc họp về vấn đề nhân quyền hay không. Đột nhiên, một người đàn ông đeo khẩu trang có hình quốc kỳ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong phái đoàn Trung Quốc đã kéo mạnh ba lô của nữ phóng viên về phía sau, khiến cô mất thăng bằng rồi xô phóng viên nhà trắng này ra cửa. Khi đó, hai nhân viên nhà trắng đã lập tức can thiệp và yêu cầu Trung Quốc không can thiệp vào phóng viên truyền hình. tờ Daily Telegraph phân tích rằng ở Trung Quốc đại lục Việc các quan chức cản trở hoặc thậm chí đánh các nhà báo không phải là hiếm. Chính quyền Trung Quốc thường xuyên trừng phạt và giam giữ các nhà báo mà họ không thích. Theo South Hope, các học giả từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc từng thẳng thắn chỉ ra, căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ phần lớn là vấn đề Đài Loan và nỗi sợ hãi lớn nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là phải đối mặt trực diện về các vấn đề nhân quyền. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển từ ngoại giao gấu trúc sang ngoại giao chiến binh sói. Vào năm 2019, ông Tập Cận Bình đã đích thân đưa ra chỉ thị yêu cầu các nhà ngoại giao phải có lập trường cứng rắn và thể hiện tinh thần đấu tranh khi đối mặt với những thách thức quốc tế như sự xấu đi của quan hệ Trung-Mỹ. Một số cư dân mạng bình luận, chiến binh sói lại đi gây hấn, không cần biết chuẩn mực quốc tế và không biết xấu hổ. Một loạt các biện pháp ngoại giao chiến lang của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến hình ảnh của Trung Quốc ra thế giới bị giảm sút. Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew về Trung Quốc trong năm nay, Kết quả cho thấy trong số 245,25 triệu người ở 19 quốc gia, khu vực được khảo sát, có tới 82% người Mỹ và 80% người Hàn Quốc có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyển sang một diễn biến khác. Ngày 14 tháng 11, Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP cho biết đã bắt Yue Shengwang, 35 tuổi, nhà nghiên cứu tại Hydro Quebec. Quang làm công việc liên quan đến vật liệu pin tại công ty Hydro Quebec và bị buộc tội gián điệp vì cố gắng đánh cắp bí mật thương mại để mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Theo hãng tin Reuters, ngày 15 tháng 11, Quang sẽ ra tòa ở Longwin, Quebec và sẽ phải đối mặt với 4 tội danh gồm đánh cắp bí mật thương mại, sử dụng máy tính trái phép, gian lận để lấy bí mật thương mại và vi phạm lòng tin của công chức. Quang là người Canada ở tỉnh Quebec, bị cho là phạm tội trong giai đoạn từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 10 năm 2022. Tiếp sau đây là phần tin trong nước. Xăng dầu vẫn khan hàng. Ba ngày sau khi chi phí kinh doanh xăng dầu được tăng, doanh nghiệp phản ánh vẫn khó nhập hàng do thị trường còn khan nguồn cung. Chiều ngày 14 tháng 11, anh Nguyễn Ngọc Hoan, tài xế Grab kể phải kiên nhẫn nhích từng chút trước trạm xăng trên đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, chờ tới lượt đổ. Gần 15 phút trôi qua, Hoan vẫn chưa thể đưa xe gần tới cột bơm nhiên liệu, phía trước anh còn khoảng chục khách cũng đang nhích từng chút chờ đợi. Anh chia sẻ, trong gần chục km từ Cát Đinh về Hà Đông, tôi ghé qua ba cây xăng và đây là cây thứ tư, nhưng vẫn chưa thể đổ được trong khi xe báo cạn nhiên liệu. Cửa hàng thì hàng dài người xếp hàng, nơi thì treo biển tạm hết. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng nhiều cây xăng hết hàng, đóng cửa tái diễn. Cây xăng trên đường quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức treo biển tạm ngưng hết hàng từ sáng sớm. Nhân viên tại đây cho biết lượng hàng về khá nhỏ giọt nên hàng không đủ bán cho khách. Cây xăng khác trên đường Nguyên Oanh, Gò Vấp không có biển hết hàng, nhưng khi có khách ghé nhân viên đều xua tay, thông báo ngưng bán. Dọc tuyến đường Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, Phổ Quang, Tân Bình, từ chiều 13 tháng 11, nhiều cửa hàng bán lẻ đều thông báo ngưng bán. Quản lý tại các cửa hàng trên cho hay đã liên hệ đặt hàng với nhà cung cấp nhưng vẫn chưa nhận được thông báo nhận hàng. Không chỉ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, nhiều địa phương khác bắt đầu xuất hiện tình trạng hết xăng, ngừng bán vì không có hàng. Sở Công Thương thành phố Hải Phòng cho biết, tới ngày 12 tháng 11 đã nhận được báo cáo 6 doanh nghiệp xin tạm dừng hoạt động tại 8 cửa hàng xăng dầu, 7 doanh nghiệp xin giảm thời gian bán hàng xuống còn 10 giờ một ngày. Cuối tuần trước, một số cây xăng bán lẻ tại thành phố Đà Nẵng cũng rơi vào cảnh bán cầm chừng, hết hàng buộc phải ngừng bán. Ngoài ra, một số địa phương khác như Sơn La, Lào Cai, An Giang, Kiên Giang cũng ghi nhận tình trạng thiếu xăng dầu. Chia sẻ với VN Express. Ông Nguyễn Văn Tiêu, tổng giám đốc công ty xăng dầu Tự Lực 1 cho hay, nguồn cung hàng vẫn rất khan hiếm, dù chi phí kinh doanh đã được điều chỉnh cập nhật vào giá cơ sở tại kỳ điều hành ngày 11 tháng 11. Ông chia sẻ, chúng tôi vẫn phải lấy hàng với chiết khấu không đến 50 đồng mỗi lít, chấp nhận lỗ mà giờ vẫn không có hàng để lấy, đầu mối cấp rất nhỏ giọt. Hàng nhập được ít nên khi vừa về, ông chia cho các cửa hàng bán lẻ trong hệ thống. Mỗi nơi bán được trong nửa ngày hoặc nhiều nhất một ngày lại tạm hết. Đây cũng là lý do khiến nhiều cửa hàng chỉ bán hạn chế 50.000 đồng một lần đổ, với xe máy, 300.000 đồng với ô tô. Tương tự, giám đốc hệ thống phân phối có 10 cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, mấy ngày gần đây cửa hàng vẫn chỉ được cung ứng nhỏ giọt. Nhiều đầu mối lớn phải thắt lưng buộc bụng để chia sẻ với đơn vị phân phối, nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ. Ông Đỗ Thanh Hán, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Thắng, một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 8 cửa hàng bán lẻ tại Bình Dương cho hay, các cây xăng của ông vẫn mở cửa nhưng với nguồn cung thấp mỗi cửa hàng cũng chỉ đủ hàng bán trong ngày. Chịu chiết khấu không đồng, nhưng để nhập được xăng bán cho người tiêu dùng vẫn rất vất vả, ông Hán nói. Gia Lai sẽ xây hồ chứa nước hơn 4.000 tỷ đồng Ngày 14 tháng 11, ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Gia Lai cho biết, dự án hồ cấp nước cho hơn 28.000 dân và khoảng 8.600 hectare cây trồng ở huyện Iapa và Krongpa vừa được chính phủ phê duyệt với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công năm 2023 và hoàn thành năm 2028. Dự án với các hạng mục chính gồm xây dựng hồ chứa nước có dung tích toàn bộ khoảng 83 triệu mét vuông và hệ thống lấy nước dẫn nước tưới bao gồm các hạng mục chính sau. Đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước, đường hầm dẫn nước, hệ thống kinh tưới và các công trình phụ trợ nằm trên địa bàn các huyện Iapa, Krongpa, tỉnh Gia Lai. Được biết, vùng Đông Nam Gia Lai gồm Phú Thiện, Iapa, Krongpa và thị xã Ayunpa thường xuyên hứng chịu khô hạn và lũ lụt. Vụ mùa 2021, hạn hán khiến hàng chục nghìn hecta cây trồng của người dân huyện Iapa, Krongpa bị ảnh hưởng. Riêng huyện Chảo Lửa, Krongpa thiệt hại hơn 12.000 hecta sắn và lúa. Giàu lên rất nhanh nhờ đất, nhiều vụ thăm ô lớn cũng liên quan đến đất. Chiều ngày 14 tháng 11, tiếp tục thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội cho rằng đất đai là vấn đề mà người dân và cử tri phản ánh than phiền khiếu kiện nhiều nhất. Ông nhấn mạnh, ở Việt Nam hầu hết tỷ phú giàu lên rất nhanh là nhờ đất hoặc liên quan đến đất. Nhiều vụ tham ô lớn đều liên quan đến đất, qua đó đã nói lên sự cấp thiết phải sửa đổi luật này. Ông Chí cho rằng, đất quý hơn vàng bởi đất không chỉ quý ở giá trị nội tại mà còn quý ở cả giá trị tài sản trên đất, cây cối, vật nuôi trên đất. Giá trị đó còn được gia tăng theo quy hoạch, qua làm đường xá, qua đô thị hóa, qua tổ chức dịch vụ trên đất. Dân số càng đông, đất càng tăng về giá trị. Kinh tế càng phát triển, đất càng lên giá. Nói về Điều 86 dự thảo luật liên quan đến thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, ông Trí đề nghị Ban soạn thảo phải sửa cho hợp lý nhất quy định chủ dự án tự thỏa thuận với người dân vì đây là điểm nghẽn, tắc nghẽn lớn trong thực tiễn khi triển khai các dự án hiện nay. Đại biểu Trần Đình Văn Lâm Đồng đánh giá việc xác định giá đất còn chưa rõ ràng nên cần có cơ chế xác định giá đất minh bạch hơn, có thẩm tra giám sát kỹ lưỡng của hội đồng nhân dân địa phương. Dự án luật cần có quy định rõ về giá đất trên thị trường giữa người mua và người bán về vị trí đất, phương pháp định giá đất theo giá thị trường, đưa ra các chế tài ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. Ông Văn đề nghị ban soạn thảo xem xét bổ sung phân biệt khái niệm về giá cả thị trường và giá trị thị trường có quyền sử dụng đất theo đó, giá cả thị trường là giá mua bán trao đổi giữa người mua, người bán thỏa thuận với nhau khi mua bán trao đổi quyền sử dụng đất. Giá cả thị trường của đất đai phụ thuộc vào giá thị trường. Trung quan điểm, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Ninh Bình cho rằng phương pháp định giá đất theo cách nào cũng phải đồng bộ. Việc bỏ khung giá đất chính là để đưa đất đai về giá trị thực. Xây dựng bảng giá đất, định giá đất sát với giá thị trường để tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả bền vững tài nguyên, nguồn lực đất đai và ổn định xã hội. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán tăng vật 42 chiếc iPhone 14. Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc bán tài sản và tăng vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá đối với lô điện thoại iPhone 14 được cơ quan này kiểm tra xử lý hồi tháng 9 vừa qua. Theo đó, lô hàng này là 42 chiếc iPhone 14 xuất xứ Trung Quốc chưa qua sử dụng có dây sạc, không có cốc sạc. Tổng giá trị lô hàng là 1,423 tỷ đồng. Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cần mua phải nộp tiền đặt trước 150 triệu đồng. Thời gian đăng ký nộp tiền mặt từ ngày mùng 10 đến hết 16 tháng 11. Lô hàng trên được đội quản lý thị trường số 3 kiểm tra ngày 23 tháng 9, phát hiện ông Nguyễn Thái Hiệp mang một vali trên đường Chu Văn An với dấu hiệu khả nghi. Theo đó, đoàn kiểm tra tiến hành khám đồ vật bên trong vali theo thủ tục hành chính. Kết quả khám xét, phát hiện 42 cái điện thoại di động iPhone 14 các loại mang thương hiệu Apple do nước ngoài sản xuất chưa qua sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên đều không hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, trên bao bì ghi bằng tiếng nước ngoài, ước tính trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Mục điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Xếp Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.